Hôm nay chúng ta cùng đi tham quan chùa Bửu Long, hay còn gọi là chùa Thái Lan, một cái góc chùa Thái Lan giữa lòng Sài Gòn. Địa chỉ của chùa là nằm ở số 81 đường Nguyễn Xiển, Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái ngôi chùa mà có cái kiến trúc Thái Lan độc đáo nhất Sài Gòn. Chùa Bửu Long được thành lập vào năm 1942. Chùa có một cái tên gọi khác đó là Thiền viện Tổ đình Bửu Long, nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 20 km. Chùa Bửu Long được tạp chí National Geographic của Mỹ bình chọn là một trong 10 cái công trình Phật giáo có thiết kế đẹp nhất thế giới luôn. Ngôi chùa nó giống y như là một cái bông hoa rực rỡ giữa cái khung cảnh nên thơ bên cạnh nhánh sông Đồng Nai. Đây là một cái địa điểm du lịch tâm linh rất là nổi tiếng. Từ sau khi xây dựng từ năm 1942 thì ngôi chùa sau đó là có nhiều cái sự là trùng tu sửa chữa, kể cả có những cái biến cố, nhưng mà ngôi chùa vẫn giữ được nét kiến trúc độc đáo ban đầu của ngôi chùa cổ. Chùa Bửu Long có rất là nhiều khu, chẳng hạn như là khu khuôn viên nè, khu chánh điện, khu trai đường, khu tăng xá và khu am thất nữa. Ý tưởng thiết kế nên cái chùa này là được sư thầy Viên Minh lên ý tưởng dựa theo lối kiến trúc Phật giáo nguyên thủy bắt nguồn từ Ấn Độ. Cẩn thận tổ ong. Ôi, ở đây chắc có nhiều ong. À, có máy bay. Đây là chánh điện hả ta? Khuôn viên của chùa là rộng khoảng 11 hecta, được bao phủ bởi muôn vàng cây xanh luôn. Chùa Bổ Long còn được mệnh danh là ngôi chùa không nhang khói. Du khách đến đây không cần phải mang theo hương đèn, chỉ cần có lòng thành và bái Phật cầu nguyện. Giờ mở cửa của chùa là từ 8 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều, nhưng mà nếu như mà mình đi vào cái giờ trưa là từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều á, thì mình chỉ được tham quan cái khuôn viên bên ngoài chùa thôi. Này cái gì? Cái gì ta? Nè. Không bán hàng rong. Phía bên đây là cái gì đó mà người ta đang đang sửa. Chùa Bổ Long được thu hút bởi cái tháp Gotama Setiza đẹp rực rỡ luôn. Tháp cao 56 mét, sức chứa là 2.000 người, được mệnh danh là ngọn bảo tháp lớn nhất Việt Nam. Ngọn bảo tháp là sự kết hợp tinh tế giữa kiến trúc hiện đại với nền văn minh Suvarnabhumi cổ xưa của vùng Đông Nam Á. Khi đến tham quan tháp thì ở đây người ta cũng có một số quy định đó là chúng ta phải ăn mặc lịch sự, tránh mặc đồ quá ngắn sẽ gây phản cảm, và dép thì chúng ta sẽ bỏ ra trước khi mà lên tháp. Ở chùa cũng có cái chỗ để dép hoặc là cái túi đựng dép, cho nên là mọi người an tâm khi mà đi tham quan. Màu sắc chủ đạo của cái tháp này là màu trắng, còn trên đỉnh chóp là được sơn màu vàng. Đỉnh chóp còn được gắn cái chuông gió nữa, ngân vang trong gió luôn. Khi mà mình tới đây thì mình sẽ nghe được cái tiếng chuông gió từ ở trên đỉnh tháp luôn.
tháp được chạm trổ rất là tinh tế, kết hợp với các ô cửa rất là đẹp mắt. Tháp cao 56 mét cùng với 4 cái tháp phụ xung quanh, đó là Đản Sinh, Thành Đạo, Pháp Luân và Niết Bàn. Hai bên bảo tháp còn có hai cái tháp chuông cao 15 mét. Ngoài ra, quanh tháp còn có 32 cây đèn cao khoảng 4 mét. Đây không chỉ là nơi tôn thờ Ngọc Xá Lợi Đức Phật và Xá Lợi Chư Thánh A-ra-hán, mà còn là giảng đường lớn để hội họp, thuyết pháp, hành thiền. Bên trong khuôn viên chùa còn có quầy ăn, gồm những cái món ăn chay rất là ngon, trong đó là có cái món là bún bò chay và cái món là bún riêu chay, là hai cái món ăn mà chúng ta nên ăn thử ở đây. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi tham quan ở trên cái tòa bảo tháp nè.
bay qua đây liên tục luôn á.